cho quê hương mình, hỡi các liên anh liên chị. Đừng ngại khó khăn vì đã có anh em bên mình, cùng vươn cao hơn, cùng bay xa hơn, dọc ngang giữa bầu trời một niềm tin rạng ngời. Đứng trong khung gỗ của cầu thủ 95 xuyên suốt những trận đấu ở vòng bảng, vị trí trung vệ ngày hôm nay vẫn được đảm nhiệm bởi cái tên Ngọc Bội rất nguy hiểm. Và bàn thắng đầu tiên của trận đấu đến với các thủ môn 95. Khi mà chúng tôi còn đang điểm qua đội hình ra sân của cả hai bên thì cầu thủ mang áo số 10, một cái tên quen thuộc, một người đã ghi bàn xuyên suốt hành trình vòng bảng, một người đang cho thấy một phong độ rất cao ở mùa giải năm nay, cái tên Ngô Long. 1-0 cho các thủ 1995. Đội bóng 8182 họ nằm ở bảng C. Rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm, đó là câu trả lời của 8182. 1995 cần phải có thêm những bàn thắng để tạo ra một lợi thế. Rất nguy hiểm, bóng lại đưa tìm đến xa ngang sau tình huống dứt điểm vừa rồi. Một tình huống dâng cao và đưa ra pha dứt điểm đến từ đội trưởng Ngô Vũ. Cú đá một chạm ngay sau tình huống giật gót nhạy cảm đến từ Trung Sơn. Và đó là một sự lúng túng thì bây giờ các thủ 8182 họ đã trở ổn định hơn rất nhiều. Thắng bắt ba, dứt điểm ơi, cơ vô. Thắng bắt ba, cây, cơ vô. Cây. Mình nghĩ có thể là một thủ thành không chơi chân ổn, nhưng đó là điều mà chúng ta sẽ không nhắc đến. Và dứt điểm là rất căng và nó được cộng hưởng thêm bởi bóng trên sân thì cũng khá nặng do ngấm nhiều nước. Được chuyền rất hay, cây không vào. Một đường truyền giành được những tràng vỗ tay đến từ khán giả. Một đường truyền mang đến một sự sáng tạo của thắng bất ngờ. Nếu như thắng bất ngờ. Pha phát volley tuyệt vời. Một cú đá không thể cản phá một tình huống dứt điểm không có góc chết đến từ thắng bất ngờ. Ngô Tuần dù có xuất sắc nhưng trong pha bóng vừa rồi đơn giản, anh cũng chỉ biết làm nền cho siêu phẩm đến từ thắng bất ngờ. Tỷ số là 2-0. Một mùa giải mà chúng tôi nói như vậy là bàn thắng tiếp theo, bàn thắng thứ ba, và đó là một tình huống dâng cao đến từ Ngọc Bội. Mọi chuyện đổ vỡ quá nhanh. Những sự thay đổi người bên phía Liên Quân 8182, nhưng những sự hiệu quả và sự đổi mới vẫn chưa đến. Cơ hội dành cho thắng bất ngờ. Cơ hội. Đường chuyền rất hay của Trung Sơn. Thắng bất ngờ. Không được. Những sự áp sát nhanh đến từ đồng niên 1995 đã mang về cho đội bóng áo trắng một quả đá phạt.